bao bao bột đây đó, nó trên tay em ấy, trên tay em, trên tay em rồi chưa. Có cái băng tính khác rồi. Cái này nó phụ rồi. Đây là các kè loại nhỏ. Đây là từng các kè loại to. Miết thêm vào đi chị, miết chặt nó vào. Mở kéo ra, ui bố bà này dám không dính kém nữa, không phải ngờ sao. Rồi được rồi, miết nó vào em. Thêm một đường ngang đi. Dạy cho em cái này ra cái. Bây giờ các kè to hơn. Có con dao nhỉ? Có dao. Đừng dạy sâu quá nó xiên mọi người. Đừng dạy sâu nữa là xiên mọi người nó luôn. Rồi cho bác cái kiểm. Đây là các kè to hơn. Chưa tôi có thằng cho vào cái lưới. Tôi đi từ Trung Quốc cho bà. Tôi nhập ở trên Sơn La. Và nhưng mà lên chợ Sơn La cái các kè loại to hơn này, con là to lắm. Béo hơn này. Sau khi nuôi dế thì sẽ nuôi được các kè, đang trong chợ thu mua lại sản phẩm để bán cho các thương lái, bán cho các người muốn mua về dùng, bán cho các khách buôn ở Trung Quốc chế biến làm thuốc rồi ngâm rượu, sản phẩm cung cấp rất đắt hàng ra thị trường. Mặt khác thì bán sản phẩm giống nữa cũng rất là chạy. Đây là sản phẩm dế mình nuôi xong để lấy một mùi ăn, rồi bắt đầu với tiến hành chăn nuôi được các kè. Bà con tham khảo này tại website.com để bà con nghiên cứu về cách nuôi và xem có phù hợp với điều kiện của mình thì bà con sẽ bắt tay vào chăn nuôi. Đây là website trang trại nuôi chân.com. Cảm ơn bà con đã theo dõi.